Chúng tôi xin được bắt đầu bản tin ngày hôm nay với sự cố đau lòng xảy ra sau trận đấu giữa Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng ở vòng 18 của V-League năm nay. Tỷ số hòa 1-1 giữa hai đội sau 90 phút thi đấu chính thức đã chẳng còn đáng chú ý bằng cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa cổ động viên của hai đội. Sau những gì đã xảy ra tại Thiên Trường, tại Hàng Đẫy và mới đây nhất cũng tại Sân Vinh ở vòng 13, thì người ta đã lờ mờ nhận thấy trong làng bóng đá Việt Nam những cổ động viên, những người núp dưới danh nghĩa của cổ động viên với những suy nghĩ và hành vi bạo động. Và cho đến buổi chiều ngày hôm qua thì mối hiểm họa của bóng đá Việt Nam đã hiện nguyên hình. Đây là những hình ảnh của hai nhóm cổ động viên Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An và Xi Măng Hải Phòng trong những phút đầu tiên của trận đấu. Một hình ảnh khá yên bình khi mà trận đấu chưa đi vào những phút căng thẳng nhất. Và bước ngoặt của trận đấu chỉ diễn ra ở phút thứ 45 khi thủ môn Tuấn Điệp của đội khách phạm lỗi với Đắc Khánh trong vòng cấm. Ta cùng xem lại pha đi bóng rất nỗ lực của cầu thủ mang áo số 13 bên phía đội chủ nhà Trương Đắc với Tuấn Điệp. Và đội trưởng Huy Hoàng thành công trên chấm 11m mang về bàn thắng quý giá cho đội nhà. Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra tương đối cân bằng và phút thứ 88, Đồng Đức Thắng đã giúp Xi Măng Hải Phòng có được bàn thắng gỡ hòa trong một tình huống đá phạt góc. Đội khách Xi Măng Hải Phòng người đã quân bình tỷ số cho đội khách là cầu thủ mang. Và trên khán đài, những dấu hiệu của một cuộc bạo loạn đã bắt đầu manh nha. Pháo sáng của các cổ động viên Hải Phòng không hiểu bằng cách nào vẫn xuất hiện trên sân Vinh. Những tiếng la ó và lăng mạ đã được các cổ động viên hai đội dành cho nhau. Sau pháo sáng là những va chạm giữa cổ động viên đất cảng và lực lượng cảnh sát. Rồi sau đó là những tiếng la ó và chửi bới giữa hai hội cổ động viên. Và cuối cùng là những màn ẩu đả. Hơn 1.000 cổ động viên Hải Phòng hoàn toàn bị lép vế so với rất đông cổ động viên của đội nhà, khiến họ phải tràn xuống sân để tìm sự trợ giúp của lực lượng an ninh. Nhưng rồi, bảo vệ sân, cảnh sát và cả lực lượng 113 được huy động đến cũng đành bất lực trước cảnh hỗn loạn như thế này. Kết quả là đã có hơn 10 cổ động viên bị thương và phải đi cấp cứu. Mất gần 2 tiếng sau, trật tự ở trong sân mới được vãn hồi. Và cũng phải mất ngần ấy thời gian, ban huấn luyện và cầu thủ đội khách mới có thể rời sân. Và đến lúc này, cũng bắt đầu cho một chương tiếp theo của thảm họa trên sân Vinh. Cửa kính ô tô của đội khách đã bị đập vỡ. Hơn 10 chiếc xe chở cổ động viên Hải Phòng phải nhờ sự hộ tống của cảnh sát để rời Nghệ An. Và cho dù đã phải đánh lạc hướng, tuy nhiên đoàn xe vẫn bị cổ động viên xứ Nghệ phát hiện và bị ném gạch đá. Sự việc trên sân Vinh rõ ràng đã gióng lên một hồi chuông báo động về vấn nạn bạo lực đã và đang trở nên quen thuộc trên khán đài V-League. Dường như ban tổ chức đã không lường hết được tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong trận đấu ngày hôm qua, và điều đó đã khiến cho người hâm mộ cả nước phải chứng kiến những thảm kịch như thế này. Vâng, đây đúng quả là một thảm kịch, một nỗi đau của V-League khi mà một trận đấu kết thúc đã phải đánh đổi bằng tính mạng của một cổ động viên. Nạn nhân xấu số là anh Hà Huy Thành, sinh năm 1985. Sau đây là những gì mà ban tổ chức đã nói về sự việc này. Nhìn những hình ảnh như thế này, rất nhiều người đã phải thốt lên. Nào là V-League kinh hoàng, V-League nhuộm máu và có cả V-League chết chóc. Giải đấu cao nhất dành cho các câu lạc bộ tại Việt Nam đã trải qua một ngày chủ nhật đen tối với vụ bạo loạn kinh hoàng trên sân Vinh. Liên quan đến vụ việc ấy, một cổ động viên xấu số đã qua đời. Một cái chết rất có thể sẽ kéo theo một cái chết khác, đó là cái chết của niềm tin vào bóng đá Việt Nam. Nhưng hãy khoan nói tới việc đó, điều mà mọi người quan tâm giờ đây chính là câu hỏi nguyên nhân nào đã khiến cho người cổ động viên ấy phải ra đi. Cơ quan điều tra đang vào cuộc. Hôm nay thì cơ quan điều tra đang ở thành phố Hải Phòng và một bộ phận ở thành phố Vinh để giám sát lại, để điều tra, giám định, rồi làm tất cả các cái công việc để làm rõ cái nguyên nhân dẫn đến cái tai nạn thương vong để có những kết luận cuối cùng. Đây không phải là lần đầu tiên những vụ ẩu đả như vậy xảy ra. Đã có những bài học từ Hàng Đẫy, bài học từ Thiên Trường và ngay tại sân Vinh này thì bài học dành cho VFF về việc ngăn chặn hành vi quá khích của các cổ động viên cũng mới gần đây thôi. Thế nhưng dường như hình phạt càng tăng thì mức độ quá khích của các vụ ẩu đả cũng lại càng tăng theo. 20 triệu hay là chúng ta vượt khung lên nữa 50 triệu, 2 trận hay là 5 trận? Đấy là một câu hỏi.
rất là lớn. Thế nào là đủ mạnh? Nếu 5 trận và 100 triệu thì Thiên Tờ hôm nay có không? Cũng chưa chắc trả lời được câu hỏi đó. Nếu chúng ta không tổ chức tốt. Vậy vấn đề ở đây là chúng ta phải phối hợp những cái đồng bộ. Trước những sự việc như thế này, thì người chịu trách nhiệm cao nhất bao giờ cũng là trưởng ban tổ chức giải Dương Nghiệp Khôi. Trong sự cố tại sân Vinh ngày hôm qua, ông Khôi không phải là không chịu sức ép, kể cả sức ép đòi ông phải từ chức. Vậy ông đã nói gì trước những... Hit back!
đi cả nhà.